Xin chào anh em. Bây giờ mình sẽ cùng mẹ đi đào cây hà thủ ô. Mẹ đang vác một cái xà beng rất to. Lên trên đồi đi tìm hà thủ ô. Góc cây ao có một cây hà thủ ô rất to, nên bây giờ phải lên đào củ với của nó về. Anh em biết cây hà thủ ô có thể dùng làm gì không? Mình xem mấy bộ phim trưởng người ta hay bảo là mấy cái bà bạch mao tiên cô cái gì đấy đi ăn hà thủ ô để cho đen tóc ấy, ăn xong một đêm mà đen. Đấy là cây trong truyền thuyết ấy. Mất rồi. À đây dây vẫn còn đây. Thế mà mẹ bảo mất gốc là đâu mà tìm chui ở bên trong khéo loanh quanh bắt được rắn ấy. Mẹ rậm thế này thì đào làm sao được hả mẹ ơi? Ui còn có bóng điện này, người ta vứt. Ui biết, ui rồi ôi biết ngay mà. Một con rắn to đùng vừa trườn xuống khỏi từ cành cây xuống. Anh em đã biết cây hà thủ ô như nào chưa? Mọi đủ thứ trên đời ở đây luôn, như là chui vào rừng rậm. Ở đây sợ có rắn lắm ấy nha, mình vừa nhìn một con rắn nó trườn ở kia xong. Khó tìm quá nhỉ. Thực ra gốc thì con nghĩ là ở trong đây thôi. Đây con đang tìm cho mẹ đây. Công cuộc quan trọng bây giờ là phải đi tìm dây hà thủ ô. Gốc của nó đúng rồi đấy. Chưa ra đã nhìn thấy rắn. Đây là cái dây hà thủ ô. Phải dây này không mẹ? Đây này, phải dây này không? Con tưởng lâu rồi không nhìn quên. Xong đấy quá nhiều gốc mẹ. Giờ tìm cái gốc của nó rất là khó khăn. Nhựa, dây này rất nhiều nhựa. Có thể gốc ở rất xa. Nó leo cái ngọn ra đây. Nhiều cái dây... Giờ là mồi lửa lại cháy hết. Mẹ cắt mồi lửa chỗ này cháy hết. Cháy cái dây đấy là cháy. Đấy, cháy cái dây đấy thôi còn gì nữa. Nhiều đám bàng mà cắt một ôm ấy. Thế á? Ừ, cái cây ngọn đấy. Thế mà không thấy gốc đâu. Từ từ tìm tí đi nào, mẹ chưa tìm thấy, mẹ đã phải lán đấy nhỉ. Hình như kia rồi. Kìa. Không biết phải, không phải đâu. Đây là cây... Ồ, đây có cây thị mẹ. Thế cây gì? Con nhìn giống cây thị đó. Dây to mới có củ. Đây này thì già lâu lắm rồi. Đây một gốc, đây một gốc. Sau một hồi tìm kiếm mình đã tìm thấy gốc cây. Và mẹ đang chuẩn bị đào. Đang đào rồi. Ừ thì đang đào rồi. Đứt một dây. Nhưng mà dây này vẫn bé quá. Có củ đấy thầy. Có củ. To không mẹ? Có củ thế này, có củ đây này. Đây này, phần trên của nó. Một cỏ. Ôi là dây rồi. Ui dễ 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 dễ. Chưa có củ. Con nghĩ cái bên dưới kia nó có củ. Đây à? Ừ, dưới đấy không có mấy có củ. Rồi, đi đào tí xem nào. Đào cái nào đó. Ghé xem bên. Ôi dồi đứt rồi, củ có thật, có củ. Đứt phần thịt được.
Đây là phần thơm. Nó như cây sắn. Thơm nhỉ? Thơm đấy. Có lấy cái dây này không? Có. Lấy hết à? Ăn hết. Đây đây là bị thuốc. Còn dược, còn cái củ là bị bổ máu. Ăn đá nó phải không chơi được đâu. Đào dây dưới rồi. Để xong con đào dây dưới cho mẹ xem. Có củ gì? Bé không con. Ăn vào. Không đào lên là nay mai nó lại mọc thành cây. Nhờ. Yeah. Không biết phải nhiều cây chứ. Tại sao nhiều lá thế mà lại có cái cây bé tí đấy nhỉ? Nhiều dây. Đúng rồi, dây này dây bé quá. Đây kia nó. Cậu bá lấy một ôm mà toàn cái lại dây không. Bá lấy về làm gì? Để uống. Cũng lấy về uống à? Đây dây này nó đây. Đấy. Ủa cũng to lắm mẹ. Hả? Cũng to thì con lần theo từ đầu đấy ra mẹ, giờ mẹ còn lần lại làm gì? Ôi nhưng mà cứng này này là nào. Ra con đi đào cái cây bên dưới cho. Anh em nhìn đây. Đây là cái hang mình vừa đào. Gọi là cái hang đào ra bởi vì mình vừa đào được một đống hạt thổ ô đây. Tất cả hạt thổ ô bọn mình vừa đào, mình và mẹ mình vừa đào đây. Không ăn thua. Chỗ này khó đào lắm. Mình đào chưa hết được cái đất bồi thêm đường. Đây cái củ nó khá là to. Tí về mình sẽ rửa ra và sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chế biến nhé.